Nàng có hay biết rằng đây cha mẹ nàng đến chúng ta cảm mến nhau lâu rồi yêu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận kiếm phú giam. Subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.